Chào các bác nhá, hôm nay em lên mấy các bác một cái cục dàn lẻ cho các bác nào có nhu cầu mua cục dàn về để ghép loa, nên các bác có cái dư các cặp loa nhỏ nhá. Các cái loa bass tầm bass 13, bass 15 trở xuống thì chơi ok với cục dàn này. Cục dàn này là của hãng Sony. Với model của nó là em đọc đầy đủ là DHC MD373. Cục dàn này thì nó luôn đến các bác tình trạng là các cái đĩa của nó, đĩa CD MD của nó thì nó kém, hoạt động kém rồi nhá. Cho nên sẽ không test cái CD MD nữa. Em bán với các bác hai chức năng là chức năng chưa có điện thoại máy tính, qua cổng AUX qua điện thoại jack 3.5. Và chức năng nữa là chức năng chơi giải mã optical như em đang test đây. Là chức năng chơi giải mã từ Smart TV xuống qua cổng quang. Và đặc biệt con này có chơi DC luôn, tức là nó sẽ giải mã sang một thiết bị âm ly thứ hai. Đấy, nếu các bác có thể dùng hoàn toàn, có thể dùng nó như một cái đầu giải mã bình thường anh em nhé. Đấy, hiện tại em đang test chế độ giải mã optical của nó nhé. Chất âm thì rất là hay. Em sẽ test sang chức năng chơi điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5. Em đang cắm ở một cái điện thoại. Đấy, em đang cắm ở cổng phía sau là cổng tab. Em sẽ bật một cái bài nhạc trên điện thoại nhé các bác nhé. Đấy, và em sẽ chuyển ở cái nút function. Function ở trên máy. Đây, nút function ở trên máy đây nhá. Chuyển về chế độ tab. Nếu là chế độ line in thì anh em cắm em ở cổng trước rồi nhá, cũng được nhá, nhưng em cắm cổng sau cho nó gọn. Em cho về cái cổng đó là cổng tab, tab PA nhá. Đấy. Là em chưa điện thoại. À xin lỗi anh em chưa cắm jack. Đây jack của nó đây. Jack AV anh em nhá. Jack AV đây. Đấy. Bây giờ em mới cắm jack. Rồi. Ok anh em nha. Chuyển về chế độ giải mã, anh em mình lại ấn tiếp cho em về chế độ là function, về chế độ là optical in để chơi giải mã từ TV xuống. Rồi em sẽ quay hình thức tổng thể của cái cục dàn và quay phía sau luôn đi các bác xem. Đây là mặt trước này, mặt trên này, bên cạnh của nó này, rồi cạnh còn lại của nó đây. Rồi em quay mặt sau nhá, xoay phía sau nha các bác. Đây, phía sau của nó sẽ như thế này. Hơi nhiều rắc, em sẽ rút dần dần ra nhá. Và giới thiệu các bác luôn, đầu tiên em giới thiệu về cục dàn đã. Cục dàn em series nó đây 282766. Đấy, các bác nhận hàng thanh toán nhận đúng số CD thanh toán nhá. Nếu sai số CD thì các bác hoàn lại tiền cho em, sẽ hoàn lại tiền cho các bác. Con này made in Japan. Công suất tiêu thụ điện nó là 55W. Rồi, bắt đầu chuyển các bác kết nối. Đây là khu vực kết nối các cái jack loa. Anh em có thể thấy nhé, jack đen đỏ đây. Jack đỏ tượng trưng ở cực dương, là màu trắng nha anh em nhé. Còn đen đương nhiên là màu âm rồi, thì nó quý ước rồi nhé. Đấy. Trở kháng hỗ trợ cho cái cục này thì là từ 6 đến 16 ohm. Đây nó ghi rõ 6 đến 16 ohm nha anh em nhé. Đấy, tiếp theo, em sẽ rút hai cái jack này ra. Đây, và anh em có nhìn thấy chữ tape đây là biểu tượng cho hai cái jack này nhá. Hai cái jack cổng vào này là cổng chơi điện thoại máy tính này. Thế còn hai cái jack này là gì đây? Là em đang test sang một cái ly phụ, đang test thử trong cái cục dàn phụ nhá. Đấy. Thì em sẽ xuất âm thanh từ để chơi giải mã cho cái cục dàn phụ rồi nhá. Đấy. Đấy. Là nhạc em vừa mới đang chắc được test đấy nhá. Đây là cổng out, anh em hiểu lúc nào đây là cổng out, anh em chơi có giải mã. Đấy, đi ra là hết luôn nhá. Đấy, là cổng bên trái là cổng out, cổng bên phải là cổng in, là cổng vào để chơi điện thoại. Cổng bên trái là cổng xuất âm thanh ra, tương đương với chữ A. Đấy, như thế là anh em dễ nhớ nhất, còn dưới cùng đương nhiên rồi. Đây sẽ là chỗ để anh em cắm optical, để em chơi qua Smart TV nhé. Em sẽ kiếm cho anh em một cái nút để em đóng cái này lại chống bụi nhá. Anh em về nếu chưa giải mã thì anh em rút cái này ra. Để em sẽ cắm cái này vào luôn. Đấy, em sẽ cắm vào như này luôn. Đấy. Rồi. Ok anh em, bây giờ đến cái phần xin phép báo giá với các bác và anh em mình luôn. Với cục dàn Sony, model của cục này là Sony MD373. Cục này thì em báo luôn với bác là em bán với giá là 800.000 miễn phí ship toàn quốc. 800.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác và anh em mình. Đấy. Giá bán chưa kèm phụ kiện. Đấy, tức là chưa kèm đổi nguồn, chưa kèm dây jack anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua thêm đổi nguồn
hoặc là dây rắc thì anh em cứ inbox BM sẽ hỗ trợ các bác với những mức giá tốt nhất, có thể nói là giá nhập luôn cho các bác luôn nhá. Đấy. Và tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu thêm cho các bác đi kèm phụ kiện cũng khá là quan trọng nhưng mà cũng không nhất thiết là phải có. Đấy, tuy nhiên nếu như anh em có nhu cầu thì em vẫn bán kèm luôn. Đó chính là một chiếc điều khiển học cho cái cục dàn này. Đấy, điều khiển học có các chức năng cơ bản như sau. Đầu tiên anh em dừng lại, em ấn nút TV nhận lại nhé. Có các chức năng là thứ nhất là tắt bật nguồn từ xa này. Thứ hai là tăng giảm âm lượng từ xa này. Đây. Đấy. Tiếp theo nữa là chức năng chỉnh. Ở đây, nút function ở nút này nhé. Chính nút revert này nhé. Chuyển các hệ này, như là line in này. Đấy, MD này, tab tiếp này. Đấy, chuyển về giải mã này. Đấy, ví dụ thế. Đấy, ở nút function này nhé. Đấy, nút có chữ là revert này nhé. Còn đây. Đây sẽ nút chỉnh các hiệu ứng equalizer. Đấy. Ví dụ như là rock, pop, classics, jazz, dan hoặc là phá đoạn cân bằng. Anh em nên chơi rock tùy anh em, tùy dòng nhạc, nhưng em thích chơi rock. Rock sẽ cho ra cái chất lượng âm thanh là bass check là rất là đều và cao nhất. Đấy. Ngoài ra thêm một nút nữa ở dưới này, nút chữ audio nhá. Nút này sẽ điều chỉnh chế độ. Đây, anh em có thể thấy cái đèn có chữ là D DBFB, tức là chế độ super bass anh em nhé, on và off này. Đấy, để chế độ on thì bass, tiếng bass sẽ rất là sâu. Đấy là kèm thêm cái phụ kiện này, nhưng tùy anh em, nếu anh em không có nhu cầu lấy điều khiển thì thôi, còn nếu anh em lấy điều khiển em sẽ cộng thêm cho anh em với mức giá tốt, nó là 100.000 thôi. Còn nếu bình thường em bán lẻ một chiếc điều khiển học là 150.000. đấy, theo nếu anh em lấy điều khiển này mà cùng dàn luôn thì em sẽ bán cho các bác là 100.000 thôi, là tổng là 900.000, còn không lấy điều khiển là 800.000 nhé, và vẫn miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác đặt cục dàn thì liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Vâng, em xin kết thúc video test tại đây.